chào ngày mới. Các bạn thân mến, sang đến ngày hôm nay thì những cơn mưa ở miền Bắc sẽ giảm hẳn rồi. Ban ngày thì trời tạnh ráo này, nắng xuất hiện nhiều. Nhưng mà bởi vì là nắng của mùa thu cho nên là chúng ta sẽ không cảm thấy quá nóng đâu. Đến chiều tối thì mưa dông mới có thể là xuất hiện ở một số tỉnh thành. Những cơn mưa này lượng nhỏ và cũng không đáng kể, nên là chủ yếu chỉ giúp cho bầu không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn mà thôi. Nhiệt độ cao nhất toàn miền ngày hôm nay sẽ là từ 30 đến 33 độ.